Vâng thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một thông tin vui sau những ngày liên tục tiếp nhận những thông tin không mấy tươi sáng từ dịch Covid-19. Và sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết đến ngày hậu phẫu thứ 20, sức khỏe của hai bé là Trúc Nhi và Diệu Nhi đã ổn định và hết sốt, tiêu tiểu tốt, hợp tác tập vật lý trị liệu tốt. Trên giường bệnh, Trúc Nhi và Diệu Nhi cũng đã tự tay cầm bình sữa uống, chăm chú nghe những bài hát yêu thích và cười rất tươi khi bố mẹ vào thăm. Các bác sĩ đã rút ống nội khí quản cai máy thở từ ngày hậu phẫu thứ 8 đối với Diệu Nhi và ngày thứ 12 đối với Trúc Nhi. Cho đến nay, hai bé đã tự hít thở khí trời hoàn toàn và thoải mái vui cười. Về vết thương phần bụng và hông đều khô ráo, kết quả cấy vi sinh đều âm tính. Trên giường bệnh tại phòng hồi sức ngoại, Trúc Nhi và Diệu Nhi tỉnh táo, lém lỉnh, hoạt bát và cười thật tươi khi gặp bố mẹ hay được các bác sĩ pha trò và cho xem những bài hát yêu thích trên điện thoại. Hai bé còn tự tay cầm bình sữa để uống. Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết để tránh tình trạng lây nhiễm chéo và nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19, các bác sĩ di chuyển giường của hai bé cách xa nhau khoảng 3 mét. Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết trong vòng 3 tháng tới, hai bé sẽ phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình về khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.